Nhận định, soi kèo Brighton với Crystal Palace, 3 giờ ngày 23 tháng 2, vòng 25 ngoại hạng Anh, cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Không có phong độ tốt thời gian qua, lại phải tới làm khách trên sân của Brighton nhưng Crystal Palace vẫn có lợi thế lớn thắng kèo châu Á với bóng được chấp 3/4. Trong trận đấu lúc 3 giờ ngày 23 tháng 2 thuộc vòng 25 Premier League, theo đó, 10 lần gần nhất gặp Brighton, Crystal Palace chỉ thắng kèo châu Á 3 lần nhưng cả 3 lần đó đều là những trận diễn ra trên sân nhà của Brighton. Trong khi đấy, thành tích kèo châu Á của Brighton là rất tồi tệ, khi đứng áp chót trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh về tỷ lệ thắng kèo từ đầu mùa 33,33%. Đáng nói ở chỗ trên sân nhà, thành tích kèo châu Á của Brighton còn tệ hơn. Lúc này, tỷ lệ thắng kèo tại sân The Amex của Brighton chỉ là 16,67%, thấp nhất Premier League. Chi tiết ấy càng được củng cố bởi dẫn chứng cứ đá sân nhà và phải chấp bóng, Brighton tự động thua kèo châu Á. 5 trận sân nhà mới nhất ở Premier League được nhà cái đánh giá là đội cửa trên, Brighton toàn thua kèo. Ngược lại với bóng cộng 3/4, Crystal Palace lại tỏ ra có duyên khi chỉ thua 1/6 trận gần nhất được chấp tỷ lệ tương tự. Trước một đối thủ bị ám ảnh bởi sân nhà như Brighton, từ hòa tới thắng hoàn toàn là kết quả nằm trong tầm với của Crystal Palace. Dự đoán 2-1.